Bồ Tát Quan Thế Âm, còn được gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại, xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã Tâm Kinh và rất nhiều các ký, sớ, giải luận về Bồ Tát. Ngài là vị Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nguyện cứu độ nhân gian trong kinh Pháp Hoa. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh, Ngài là vị Đại Trí, Liễu Ngộ Năm Uẩn đều là không. Trong văn hóa Việt, Bồ Tát Quán Thế Âm như hiện thân của người mẹ hiền từ, luôn bảo vệ và che chở. Vì thế, những ngày lễ vía Quan Âm luôn là sự kiện quan trọng, thu hút đông đảo Phật tử và người dân. Họ về đây, quỳ dưới chân Đức Bồ Tát, vừa để mong được yêu thương, che chở, vừa ước nguyện điều an lành tốt đẹp đến với người thân và thế giới. Đều đặn trong suốt 7 năm, cứ đến ngày 18 tháng 2 âm lịch, đạo tràng Hương Đại Bi lại hành hương về động Hương Tích, chùa Hương, nơi được lưu dấu 9 năm tu hành của Bồ Tát. Theo kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân lập đạo tràng tại vùng núi phương Nam. Thêm nữa, chuyện Phật Bà chú Hương chép rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là công chúa diệu thiện, trác tích tu hành tại động Hương Tích 9 năm sau khi đắc đạo hóa thân nghìn mắt nghìn tay để phổ độ quần sinh. Chính vì sự linh thiêng này, ngày khánh đản của Ngài luôn đón rất đông Phật tử hành hương về đây. Thực sự trong chúng tôi đều thấy những cái năng lượng sau mỗi một khóa lễ, và đặc biệt là sự hướng dẫn của bậc thầy sau khi cho chúng tôi thực hành hàng ngày và cũng như là áp dụng vào trong công tác, trong công việc hàng ngày. Và vì thế chúng tôi chuyển hóa cuộc sống của chính chúng tôi. Và vì thế chúng tôi luôn ao ước và mong mỏi, mong chờ những ngày này để chúng tôi có đủ công đức để có thể tham gia được Pháp hội. Kỷ niệm ngày Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh, các Phật tử cùng lễ ngũ bách danh, 500 danh hiệu của Bồ Tát, khẳng định vị trí và tầm quan trọng của Ngài trong đời sống tâm linh. Đây cũng là nét đặc sắc của chùa Hương mỗi dịp khánh đản Ngài, niệm hồng danh của Bồ Tát, tham gia vào việc tổ chức lễ hội đã trở thành sinh hoạt tâm linh rộng khắp, mang tính khu vực, vùng miền, quốc gia, chứ không còn nằm trong khuôn khổ của một ngôi chùa hay một địa phương nào ở Việt Nam. Trước kia thì có thể là đối với một cái sự Phật ngoài ý muốn, ngược lại với mong muốn của mình, thì có thể là mình rất là đăm chiêu, thậm chí là đôi lúc là đau khổ. Nhưng bây giờ mình lại đón nhận nó với một cái tâm thế khác, là đôi lúc là cái sự việc đấy nó xảy ra, nó ắt sẽ xảy ra, và mình sẽ đương đầu với nó và vượt qua nó và nhìn nó với một cái trạng thái nó bình tâm hơn. Thì đấy là cái mà chị thấy rằng là có thể là thông qua 3 lần tham dự cái lễ bách danh thì mình cảm giác là mình cũng tự tu tâm cái tính tình của mình. Hàng nghìn ánh nến xếp thành hình mạn đà la, kính mừng ngày khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong không gian linh thiêng, dòng người yên tĩnh, trật tự xếp hàng, bày tỏ lòng thành kính với Ngài. Tiếng niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm vang vọng, hòa vào suối rừng Hương Sơn. Mình rất mong là được lan tỏa tình yêu Phật Pháp, cũng như những cái điều tốt đẹp mà Phật Pháp hướng đến cuộc sống cho tất cả mọi người. Và chùa Hương là một nơi mà mình cảm thấy nó rất là linh thiêng và rất là ấm áp, cũng như rất là háo hức mỗi khi nghĩ về nó. Thế cho nên là những năm sau mình cũng rất mong lại còn được quay trở lại đây, không chỉ một ngày khánh đản Quan Thế Âm mà còn rất nhiều những cái dịp khác mà mình có thể đến được. Hoa đăng là nghi lễ không thể thiếu trong đêm khánh đản, tạo nên nét đẹp văn hóa đối với du khách mỗi khi đến với lễ hội chùa Hương. Mỗi ngọn nến được thắp lên như trao truyền cho mọi người niềm tin, hy vọng và cả những điều tốt đẹp phía trước. Dòng suối Yến trôi dần vào đêm, càng thêm huyền diệu bởi những ngọn hoa đăng thả trôi lung linh trên mặt nước. Rời thủ đô Hà Nội đến với thành phố biển Đà Nẵng, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm nay được tổ chức trọng thể với quy mô lớn hơn, thời gian dài hơn, mang đậm ý nghĩa tâm linh và nhân văn sâu sắc. Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân, Phật tử và chư tôn đức tăng ni đã có mặt tại sân chùa Quán Thế Âm để tham dự nghi thức chính của lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Là một Phật tử thuận thành, hàng năm đến mùa lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng tôi lại về với mấy chùa Quán Thế Âm. Chúng tôi rất cảm thấy hân hoan và tràn đầy niềm vui trong ngày vía của Ngài, và nguyện cầu
hồng ân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bây giờ hộ độ trì cho tất cả mọi người, mọi loài, mọi Phật tử, mọi chúng sanh được thân tâm an lạc và được mọi điều tốt đẹp. Lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng được hình thành từ năm 1956 sau khi Cố Hòa Thượng Thích Pháp Nhãn phát hiện một pho tượng Quán Thế Âm bằng thạch nhũ trong một hang động tại núi Kim Sơn thuộc núi Ngũ Hành Sơn. Cố Hòa Thượng cho lập một ngôi chùa ngay sát động đặt tên là Chùa Quán Thế Âm. Kể từ đó, vào các ngày lễ vía của Quán Thế Âm, nhân dân địa phương và khách thập phương lại về đây chiêm bái rất đông. Tại đây, người dân không chỉ được thể hiện lòng kính ngưỡng mà còn được học theo hạnh nguyện của Đức Bồ Tát, lắng nghe và hiểu biết, có thể nghe thấy tiếng kêu than, trông thấy những nỗi khổ, thấu hiểu những lời cầu mong tha thiết của chúng sinh. Cái lễ hội Quán Thế Âm tự thân đó là một cái nói lên cái sự xiển dương về cái tình thương trong Phật giáo, cái tình thương của hạnh nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như cái tình thương lan tỏa cho xã hội trong cái hạnh nguyện của Ngài. Bên cạnh thì lễ hội Quán Thế Âm không có ăn xin cơ nhỡ, tôi nghĩ đó cũng là không phóng sanh, đó cũng là một cái thể hiện cái tình thương. Diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26 đến 29 tháng 3, tức ngày 17 đến 20 tháng 2 âm lịch, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức với phần lễ, gồm các nghi thức tôn giáo, cầu quốc thái dân an. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm nhấn của lễ hội năm nay đó là nghi thức hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm thực hiện song hành với lễ rước tôn tượng Đức Phật Quán Thế Âm. Việc tái hiện lại hình tượng Bồ Tát giúp người dân có dịp chiêm bái sự đức độ từ bi của Ngài, đặc biệt là hạnh nguyện từ bi ban vui cứu khổ. Về với Quán Thế Âm Phật Đài Mẹ Nam Hải, nơi nổi tiếng về giá trị văn hóa tâm linh Phật giáo của tỉnh Bạc Liêu, nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Đức Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các đạo tràng trong tỉnh luân phiên tụng niệm. Ngoài ra còn có các thời pháp thoại, truyền tải thông điệp từ bi hỷ xả đến với mọi người. Chư Tôn Đức, các đạo tràng cũng lồng vào những cái bài giảng của mình nói về ý nghĩa và hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, làm sao để mở rộng cái tâm từ bi của mình cùng với nhau để giúp đỡ mọi người cùng với nhau trang hòa những cái tình yêu thương như hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, làm cho xã hội ngày một yêu thương, ngày một có nhiều cái san sẻ hơn trong cái những cái lúc khó khăn. Trong tiếng kinh cầu, toàn thể đại chúng đều thành tâm hướng lòng về với Quán Thế Âm Bồ Tát và mong muốn những điều tốt đẹp. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát mà còn là dịp noi theo tấm gương của Ngài để làm nhiều việc thiện. Tôn vinh cái ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, kêu gọi tất cả các Phật tử tiếp tục làm nhiều cái hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong ngày vía này, như là phóng sanh, làm nhiều cái việc thiện, phát tâm, bố thí, như đặc biệt tại Quan Âm này thì các đoàn trở về đây cũng phát từ thiện rất là đông để cho bà con xa gần trở về đây. Lễ vía Bồ Tát lần này có hàng ngàn lượt khách thập phương và đồng bào Phật tử các nơi đến hành hương chiêm bái thánh tích Quán Thế Âm Phật Đài. Trong niềm kính tín, Phật tử đã dâng hoa, tịnh tài, tịnh vật, cúng dường và khẩn thiết nguyện cầu, học và làm theo hạnh nguyện của Ngài để bản thân, gia đình an lành, hanh thông. Có thể thấy rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là hình tượng biểu trưng cho đại từ, đại bi, cứu khổ chúng sinh. Hình ảnh Ngài gần gũi, dung dị, hiền từ đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt, trở thành biểu tượng cho nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đến với lễ hội thực hành hạnh Bồ Tát, ai ai cũng cầu mong an lành cho thế giới, nguyện thay đổi mình để bản thân ngày một tốt đẹp hơn, góp phần làm lợi lạc cho xã hội. Cứ như thế, từ lâu lễ hội Quan Âm đã được coi là lễ hội của tình thương.